Ở đây thì hôm nay tôi trình bày với các em một cái bài toán rất hay, rất thú vị và các em thường xuyên gặp trong quá trình vẽ thiết kế kiến trúc, vẽ thiết kế phối cảnh kiến trúc. Cách bài toán nó như sau nhé, là cái hình phối cảnh thường thường các em vẽ đó là nó rất lớn, nó chiếm hầu hết toàn bộ diện tích cái bản luận văn tốt nghiệp của các em, trình bày bản luận văn tốt nghiệp. Trên cái đường bao hình này rất lớn, chúng tôi tạm gọi nó là đường khung bản vẽ hay gọi là khung tranh. Như vậy là các cái đường đầm quy này, F1 và F2 là điểm tụ trong trường hợp mặt tranh đứng, nó nằm ở phía ngoài khung tranh. Vậy các em làm thế nào để xác định được, khẳng định được chúng ta vẽ cái hình này là đúng, phối cảnh là đúng? Chúng ta phải đưa cái điểm đồng quy này vào trong, F2 vào trong, F1 vào trong. Thì làm thế nào? Cách làm như thế này nhé, các em có thể làm như sau. Đầu bài nó như thế này, để đơn giản và cơ bản, tôi cho trước đi một cái hình chữ nhật, một cái hình thang A, B, C, D. Mà cạnh đáy của hình thang tôi xoay đi để nó nằm thẳng đứng, và các cạnh bên nó nằm ở phía trên và phía dưới. Về nguyên tắc thì hai cạnh đáy và cạnh bên này nó song song với nhau rồi. Còn thì các cạnh D, C, A, B chắc chắn là khi kéo dài nó sẽ đồng quy. Chắc chắn nó đồng quy, có hai điểm thì gặp nhau. Nhưng mà nó sẽ đồng quy thế nào? Và nó phải nằm ở trên cái đường thẳng góc. Ta khẳng định được điểm đồng quy phải nằm trên đường góc thì cách tìm như thế này nhé. Cách làm như sau, nó cũng rất dễ thôi. Các em sẽ làm như thế này. Đầu bài thì nó cho trước, đầu bài nó như thế này. Đây tôi zoom lớn lên các em nhìn thấy rõ. Đây, cách tìm điểm tụ và dựng đường tầm mắt TT là như thế nào? À, khi người ta cho trước hình chiếu phối cảnh A, B, C, D. Trên đó A, D song song với B, C. Và người ta cố gắng chọn, chúng ta cố gắng chọn làm sao cho nó vuông góc với một cái đường hướng nằm ngang. Vì chắc chắn đường nằm ngang vẽ thường xuyên dễ tìm nhất, nó là đường tầm mắt, nó nằm ngang. À, và ở trên cái đường B, C lại có một điểm K. Bài toán tiếp theo là anh vẽ qua điểm K này một đường thẳng cũng đi qua cái điểm đồng quy ở ngoài nằm trên mặt tranh, nằm trên đường chân trời ở rất xa. Cái đường đó là đường nào? Cách vẽ như sau. Bước 1 thì qua điểm A, tôi kẻ những đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc với B, C, D, tôi cũng kẻ vuông góc. Cứ lần lượt ta kẻ vuông góc xong, từ điểm này ta hạ những đường thẳng song song. Đấy, ký hiệu song song này. Ở dưới này cũng như vậy, tôi nối một hồi thì mấy lần càng kẻ thì chúng ta thu được cái điểm F, phải đây là điểm F, phải tụ vẽ một lúc thì có thể F phải nó nằm ở đây, hoặc ở lên ra ngoài một chút, hoặc vào sâu một chút, tùy từng bài. Nhưng mà chúng ta xác định được cái điểm F phải, đấy là đường vô cùng quý giá. Vậy ta làm sao để qua K phải, ta kẻ được một đường cũng đi qua F phải một, thì cách làm như thế này cũng không khó khăn gì đối với các em. Cách làm là như sau nhé, con làm thế này. Đây, cách làm thế này. Đây, cách kẻ tôi cũng sẽ chỉ để các em biết rõ hơn. Đầu bài thì tôi đã zoom ra cho các em từng bước một như thế này. À, tôi ghi rất rõ là các bước dựng phối cảnh đường thẳng đi qua các điểm tụ và một điểm phối cảnh cho trước thuộc hình phẳng phối cảnh đã biết. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Thì cách vẽ đọc kỹ thì các em làm được. Vậy cụ thể như thế nào? Đây, cách làm nó như sau. Vì chúng ta tìm được cái đường này rồi, cái hình này tôi zoom lớn lên, ta đã khẳng, tôi giả sử ngay từ bài trước tôi tìm F1, tôi tìm ở đây rồi, thì trong cái quá trình 2 này tôi tìm một cái điểm E
là tâm chiếu phụ tôi để ngay trên đường TT, đường tầm mắt, rồi nối với các đỉnh D phẩy, C phẩy, B phẩy và A phẩy. À, thì ta đã dùng một phép chiếu xuyên tâm phụ, chúng ta thu được cái hình thang nó nằm đây. À, cái hình thang này chính là đã được thu phối cảnh, thu nhỏ về nằm ở đây. Và để có cái điểm K này thì từ rõ ràng ta thấy rõ là E, C phẩy nằm ở đây. Vậy chúng ta nối nó xuống, K nối xuống đây, cắt đây tại bởi điểm K phẩy. K phẩy này chính là cái điểm phụ trợ, lại nằm trên cái cạnh phụ trợ B phẩy, C phẩy, 2 phẩy này. Và nối F vào đây thì chúng ta được cái đường phối cảnh phụ trợ tại đây. Và đường phối cảnh phụ trợ thì dĩ nhiên là song song với đường phối cảnh mà chúng ta đang tìm. Vậy từ đây các em chỉ dùng thức lăn em kẻ song song. Vậy rõ ràng tôi đã trình bày với các em là phối cảnh là những bài toán thú vị nhưng rất hay, cũng không phải là khó khăn. Các phép chiếu xuyên tâm vân vân chúng ta đã được biết rất rõ, nấp ở ẩn ở dưới phổ thông. Tôi mong rằng các em vẽ đi vẽ lại nhiều lần, chúng ta sẽ nắm vững hơn. Vâng. Và cảm ơn các em đã bớt thời gian theo dõi bài giảng của tôi. Tôi chỉ mong muốn làm sao chúng ta hiểu và nắm vững các cái nguyên tắc về ngọc xạ ảnh và các phép phối cảnh. Như vậy thì bài của chúng ta nó hoàn thiện hơn về mặt phối cảnh, kiến trúc, và tôi gọi là vẽ kỹ thuật phối cảnh, kiến trúc. Cảm ơn các em đã bớt thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn các em.